một ca bệnh thông thường như cảm cúm có thể chỉ điều trị trong thời gian ngắn với chi phí thấp. Nhưng nó cũng có thể kéo dài đến hàng tháng trời với khoản chi phí lên tới hàng chục triệu đồng. Đây không còn là hiện tượng hiếm gặp ở Việt Nam khi mà thuốc giả đang xuất hiện ngày càng phổ biến. Trong quy hoạch phát triển công nghiệp dược Việt Nam giai đoạn 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, Bộ Y tế đặt mục tiêu đáp ứng 70% nhu cầu sử dụng thuốc trong nước và 80% vào năm 2020. Trong đó, thuốc phải đảm bảo về chất lượng và độ an toàn cao nhất. Nó cũng là yếu tố quyết định đến phát triển của ngành y tế. Nhưng trên thực tế, chưa bao giờ mật độ phát hiện yêu cầu thu hồi các loại thuốc giả lại nhiều như trong thời gian vừa qua. Bình quân mỗi năm, một người Việt Nam bỏ ra gần 17 đô la Mỹ cho sử dụng thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, một phần không nhỏ trong số tiền này đã trở nên vô dụng vì mua phải thuốc giả. Theo một thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, có gần 200 người tử vong mỗi năm được xác định là do sử dụng thuốc giả. Và con số này vẫn đang tăng dần lên theo từng năm. Vẫn còn đang được sử dụng. Đúng là như thế, chị 15 tháng 12 về đã hết tháng 12, hết tháng 2 năm 2013 đúng không? Vâng. Còn 2 tháng nữa thôi. Hết đát đến nơi rồi còn. Vì là cận đát cho nên chị giả lại mà. Rồi, trước đây là mình nhận lâu chưa mà mình còn. Chị nhận lâu rồi. Thế nhận đây cách đây được bằng. Không, chị nhận lúc rằng còn đát xa mà. Thằng lô thuốc. Là lại cho người ta. Hơn 200 loại thuốc khác nhau, đa phần là nhập khẩu, chỉ được bán theo đơn. Có loại dùng để tiêm truyền tĩnh mạch, có nghĩa là không phải bất kỳ nhà thuốc nào cũng được bán. Toàn bộ số thuốc trên đã hoặc gần hết hạn sử dụng được Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện tại nhà thuốc Việt Pháp số 73 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng. Không xuất trình được giấy tờ nhập khẩu và nguồn gốc xuất xứ của lô hàng, chủ nhà thuốc đã thanh minh với rất nhiều lý do. Thế là có thể là ví dụ có một cái đơn thuốc mà chúng tôi không có thì chúng tôi có thể sang bên nhà thuốc bên cạnh để chúng tôi lấy về để bán cho, nên cho có thể là nó đang bị thiếu những cái thủ tục như là về cái niêm yết giá này, cái thứ hai là về cái hạn dùng. Là thí dụ nó còn, nhưng mà còn ít hạn, chúng tôi vẫn có thể bán được cho họ. Cũng theo chủ nhà thuốc, thì hoạt động buôn bán một số loại thuốc ngoài luồng, không giấy tờ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có thể di chuyển từ nhà thuốc này sang nhà thuốc khác. Chưa xuất trình được cái chứng từ hóa đơn, thì cái việc đấy là phải tạm giữ để yêu cầu chị nên làm rõ về cái số thuốc này để với cơ quan chức năng. Còn bây giờ là chưa có chứng từ thì cái đấy là không thể đưa ra hoạt động thị trường được. Cũng theo cơ quan chức năng, khi không rõ nguồn gốc xuất xứ thì chưa thể khẳng định chất lượng thuốc có đảm bảo và đáng tin cậy hay không. Một nhà thuốc lớn đạt chuẩn GPP là địa chỉ mua thuốc của nhiều người bệnh. Nhưng ngay cả cách bảo quản thuốc tại đây cũng không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn. Người ta vi phạm là một là cái nhất là kinh doanh thuốc là giờ là niêm giá, niêm yết giá là chưa đầy đủ về cái việc đấy. Hai nữa là toàn bộ về cái bảo quản thuốc. Toàn bộ cái bảo quản thuốc này là hầu như là không bảo đảm về cái chất lượng về thuốc. Hiện cả nước có hơn 40.000 nhà thuốc với hàng nghìn loại thuốc đã được cấp phép lưu hành trên thị trường. Mỗi đợt kiểm tra của các cơ quan chức năng, ít có nhà thuốc nào lại không vi phạm. Đáng nói, không chỉ tân dược mà chất lượng của các mặt hàng thuốc đông dược cũng đang trở thành mối lo ngại từ lâu của không ít người.
mọi hoạt động sơ chế nguyên liệu được thực hiện ngay dưới nền đất. Từ bao năm nay, người ta vẫn làm thuốc theo kiểu như thế này. Đó là một trong rất nhiều những cơ sở lớn kinh doanh thuốc đông dược ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Thuốc được chất đống khắp nơi, không bao bì, cũng chẳng nhãn mác. Không cần kiểm tra chất lượng, thuốc sau khi đóng gói sẽ được đem bán tại nhiều nhà thuốc y học cổ truyền, thậm chí là được đưa vào các bệnh viện. Đây chỉ có người ta ở đây lấy ra Hà Nội người ta bán thôi. Thuốc người ta lấy Trung Quốc về chứ đâu. Ninh Hiệp là chợ đầu mối dược liệu lớn ở phía Bắc. Trong đợt kiểm tra gần đây nhất của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho thấy có khoảng 300 hộ sao chế nguyên liệu thuốc Nam, thuốc Bắc và kinh doanh dược liệu ở đây, nhưng chỉ có 18 hộ đủ điều kiện hành nghề. Tức là có đến 90% số hộ kinh doanh dược liệu không phép. Hoạt động của các cơ sở này chủ yếu mang tính tự phát, nhỏ lẻ. Ngoài việc tự sản xuất nguyên liệu, Ninh Hiệp còn là nơi trung chuyển các mặt hàng dược liệu từ Trung Quốc về, khoảng 30 tấn mỗi ngày. Cũng theo thống kê của Bộ Y tế, hiện có khoảng 180 doanh nghiệp sản xuất thuốc, trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp sản xuất tân dược và 80 doanh nghiệp sản xuất đông dược. Ngoài ra, còn hơn 300 cơ sở sản xuất đông dược nhỏ lẻ. Cùng với sự phát triển về số lượng, thì chất lượng thuốc cũng là điều đáng lo ngại. Chợ đầu mối dược liệu lớn nhất miền Bắc đã tồn tại từ hàng chục năm nay. Nhưng cũng chừng ấy thời gian, việc kiểm soát chất lượng gần như vẫn bị bỏ ngỏ. Chợ Ninh Hiệp chính là một cái nơi mà có thể nói là nơi là nhập thuốc từ phía Bắc hay là từ Trung Quốc theo con đường tiểu ngạch rất lớn. Hàng ngày có thể có, thường là ít nhất có một cái xe tải 8 tấn chở những cái thuốc nhập theo con đường tiểu ngạch đó mang về Ninh Hiệp. Thế về đấy thì những người mà buôn bán thuốc thì họ cũng biết đến mức độ nào thôi. Họ nhìn bên ngoài rồi họ phân loại, họ sắp xếp thì có thể họ làm tân trang lại trông nó tử tế. Thế rồi từ đấy nó đóng bao bì và nó phân phối đi khắp nước. Có nghĩa là cái thuốc mà không qua kiểm tra ấy mang đi tiêu dùng ở trong Việt Nam. Thì những loại thuốc mà theo đường tiểu ngạch ấy thường là chất lượng không cao. Những thuốc ấy thường là, ta chưa nói đến loại thuốc giả, vì thuốc giả nếu mà là giả rất rõ ràng thì những người mà đi mua thuốc ở Ninh Hiệp ấy, họ cũng phân biệt được, họ không biết. Nhưng mà họ bây giờ thì họ làm giả dưới dạng rất tinh vi. Nhiều khi những cái thuốc mà ngay cả những người có chuyên môn cũng khó mà phân biệt được. Không chỉ Ninh Hiệp mà tại nhiều chợ ở các tỉnh vùng cao, tình trạng buôn bán, thu mua dược liệu càng diễn ra phổ biến và tự do hơn. Chỉ với vài vị thuốc được sao chế từ lá và vỏ cây được cho là thuốc, đựng trong những túi ni lông bày dưới nền đất, thế là thành một quầy thuốc nhỏ. Công dụng của nó cũng tự nhiên như cách bán. Người mua chỉ biết nghe theo lời của người bán giới thiệu. Tại một buổi chợ phiên của xã Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, không khó để tìm gặp những điểm bán thuốc của ông lang, bà mế như thế ở trong bản. Không nhãn mác, không hướng dẫn sử dụng, cũng chẳng có ai kiểm soát. Thuốc ở đây như của nhà trồng được đem bán. Không chỉ tại các chợ mà tại nhiều điểm thu mua dược liệu của người dân ở các huyện như Trà Lĩnh hay Hòa An, hoạt động buôn bán cũng diễn ra tự do. Thuốc được chất đống, phơi phóng tràn lan khắp nơi. Đủ các cây thuốc, mỗi ngày những điểm này có thể thu mua lên tới hàng tấn dược liệu. Chị có nhiều loại cây thu mua không? Còn cây bác lạc này, cu ly này, rồi cây lạc khem này. Mỗi phiên chị khem vàng thu mua được nhiều không? Mỗi phiên bây giờ những các cái cây kia thì giờ nó cũng gần hết rồi, bây giờ còn ít thôi, còn cây này là phần đa. Cây này phần đa thì mỗi phiên 3 hôm thu được 1 tấn.
những điểm thu mua dược liệu tự phát, không có bất kỳ sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng địa phương. Hàng ngày, hàng tấn dược liệu như thế vẫn được vận chuyển về xuôi. Vấn đề quản lý thì địa phương chúng tôi cũng không quản lý được. Cái thứ nhất là chúng ta chưa có cái chế tài để quản lý các cái cây dược liệu. Và thứ hai nữa là cái ý thức tự giác của người dân. Mặc dù đã được tuyên truyền, nhưng mà bà con cứ thấy cái lợi ích trước mắt là có tiền ngay. Bán cho tư thương là có tiền ngay. Thuốc nam hiệu nghiệm như thuốc thần, nam dược thần hiệu. Đó là đúc kết từ xưa của cha ông ta. Nhưng đến nay, chất lượng nguồn dược liệu đang khiến không ít người lo ngại khi nó còn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Chưa nói, nó cũng đang bị khai thác tận diệt. Nhiều cây thuốc quý nay chỉ còn tiêu bản trong phòng thí nghiệm. Tình trạng thuốc nam được bày bán tràn lan, không kiểm soát chất lượng tại các chợ vùng cao đã và đang gây khó khăn cho cả nhà quản lý và người dân. Người bán thì vì lợi nhuận trước mắt, còn người mua thì chỉ còn cách nghe theo lời giới thiệu của người bán. Mới đây, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra và phát hiện phòng khám Đông y dược Vượng Phát ở thành phố Quảng Ngãi đã bán một số mặt hàng thuốc đông y chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. 23 loại thuốc đông y với số lượng hơn 1.000 lọ, cùng trên 1.800 viên thuốc có xuất xứ từ Trung Quốc, dùng để chữa các bệnh phong thấp, khớp, thần kinh và mất ngủ. Số thuốc này nhập khẩu vào Việt Nam không được cấp phép của Bộ Y tế, không có số đăng ký lưu hành và cũng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Sở Y tế Quảng Ngãi đã tịch thu toàn bộ số thuốc và tiêu hủy theo quy định. Trên thực tế, thuốc giả không chỉ bao gồm các sản phẩm nhái hoặc kém chất lượng, mà còn có thể gồm các yếu tố thành phần quá mạnh, quá yếu, được sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh hoặc không vô khuẩn, được bảo quản không đúng cách hay đã quá hạn sử dụng. Chưa bao giờ mật độ phát hiện, yêu cầu thu hồi hoặc thu giữ các loại thuốc giả lại dày đặc như thời gian vừa qua. Liên tiếp nhiều tháng trở lại đây, gần như tháng nào, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cũng có quyết định đình chỉ và thu hồi khẩn cấp trên toàn quốc một số loại thuốc giả kém chất lượng. Đa phần, các loại thuốc này đều không đảm bảo về độ hòa tan, hàm lượng và giới hạn nhiễm khuẩn. Qua cái kiểm tra, giám sát công tác hàng năm, thì chúng tôi đều có cái phát hiện những thuốc kém chất lượng đang trong quá trình lưu thông do bảo quản hoặc là kém biến thay đổi chất lượng trong quá trình lưu thông. Bên cạnh đó thì cũng đã trong hệ thống cũng đã phát hiện một số cái thuốc giả như là giả nhãn mác vân vân. Để như chúng ta biết thì thuốc giả nếu mà không sử dụng đúng mục đích thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, khi kỹ thuật công nghệ ngày càng phát triển thì tình trạng thuốc giả, thuốc nhái nhãn hiệu ngày càng nhiều. Thuốc giả chiếm tỷ lệ cao nhất tại thị trường nước ta vẫn là đông dược và dược liệu, sau đó đến tân dược nhập khẩu và cuối cùng là tân dược sản xuất trong nước. Và cái việc phát hiện nó hết sức khó khăn. Đừng nói là bác sĩ khó phát hiện mà ngay kể cả dược sĩ, những người làm ra thuốc cũng còn khó phát hiện. Thế nên có rất nhiều thuốc hiện nay là chỉ có chính hãng người sản xuất, nhà sản xuất người ta có ký hiệu đặc biệt ở trên bao bì hoặc là trên bao bì của thuốc thì người ta có khả năng phát hiện được. Chứ ngay cả cơ quan quản lý cũng cực kỳ khó khăn trong việc phát hiện được thuốc giả. Để khẳng định được chất lượng thuốc, chỉ còn cách duy nhất là kiểm nghiệm. Tuy nhiên, với hệ thống kiểm nghiệm như của Việt Nam hiện nay thì chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ so với hơn 20.000 số đăng ký các loại thuốc đang được cấp phép lưu hành trên thị trường. Cả khoa kiểm nghiệm đông dược của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương chỉ có 15 cán bộ nhân viên, trong đó có 13 cán bộ làm công tác kiểm nghiệm. Nhưng mỗi năm, họ phải thực hiện kiểm nghiệm đến hàng nghìn mẫu thuốc các loại từ khắp nơi gửi đến. Thuốc khi kiểm nghiệm sẽ được giã tan để định tính hoạt chất.
sau đó đối chiếu với hoạt chất có trong dược liệu chuẩn để xác định được độ an toàn của thuốc. Nhưng không phải mẫu dược liệu nào cũng có chất chuẩn để đối chiếu. Hiện nay thì với về cơ bản thì phòng cũng đáp ứng được yêu cầu về kiểm tra chất lượng. Về số máy móc điều kiện trang thiết bị thì về đầu máy là tương đối đủ, cũng đã được viện trang bị về mặt cơ bản là các cái hệ thống máy về sạc khí lỏng, sạc khí khí, về hệ thống sạc khí lớp mỏng phải nâng cao và các cái hệ thống kính hiển vi thì về đầu máy là khá đủ. Cái chỉ có một vấn đề là hiện nay khó khăn nhất là cái vấn đề là có các cái chất chuẩn của dược liệu và các cái chất hóa học mà đối chiếu cho dược liệu, cái vấn đề khó khăn nhất hiện nay. Việc kiểm nghiệm bất kỳ một loại thuốc nào cũng rất phức tạp. Nếu là thuốc không có hoạt chất thì đơn giản. Nhưng nếu là thuốc có nhiều hoạt chất lạ thì sau vài tháng chưa chắc đã có được kết quả kiểm nghiệm. Trong khi đó, việc làm giả các loại thuốc hiện nay đa phần đều được pha trộn rất nhiều thành phần và các hoạt chất khác nhau nhằm gây khó khăn cho công tác kiểm nghiệm. Theo thống kê của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, số lượng thuốc giả đã phát hiện trong năm 2011 là 31 mẫu, trong đó 11 mẫu tân dược và 20 mẫu thuốc đông dược, bao gồm cả nhập khẩu và sản xuất trong nước. Cũng trong năm 2011, trong số hơn 48.000 mẫu thuốc đã được tiến hành kiểm nghiệm chất lượng, thì có đến 940 mẫu không đạt tiêu chuẩn. Tính từ đầu năm 2012 đến nay, Viện đã phát hiện 28 mẫu đông dược không đạt chất lượng, 5 mẫu dược liệu giả không rõ nguồn gốc. So với hàng trăm ngàn mẫu được bày bán tại hơn 40.000 nhà thuốc hiện nay, thì nhiều chuyên gia lo ngại rằng những con số nói trên chỉ là hạt cát trên sa mạc. Đây là 3 loại thuốc giả vừa được Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương phát hiện cách đây không lâu. Thuốc kháng sinh Zinat 500mg được sản xuất bởi hãng dược phẩm GlaxoSmithKline, công ty dược liệu Trung ương 2 thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu. Thuốc điều trị xương khớp Nilocid và thuốc giảm đau Dologesic được nhập khẩu từ Ấn Độ. Những loại thuốc này đều có giá rất cao. Theo kết quả kiểm nghiệm các sản phẩm này thì Zinat không có hoạt chất. 2 sản phẩm còn lại có hoạt chất không đạt chuẩn, không đáp ứng được độ an toàn của thuốc. Thế còn về thuốc giả thì hiện nay thì chúng tôi cũng phát hiện ra nó có mấy cái trường hợp. 3 trường hợp chính, một là không có hoạt chất, 2 là các cái thuốc mà có các thành phần không được công bố như trên nhãn mác. Thế cái này thì nó tập trung chứa vào các sản phẩm đông dược, đấy, tức là có thêm các thành phần tân dược mà được trộn vào trong sản phẩm đông dược và không được công bố. Đấy, và cái sản phẩm, cái loại thứ ba mà bị làm giả, đấy là giả nhãn mác. Thì cái sản phẩm, cái trong ba cái loại sản phẩm bị làm giả như này, ba loại hình làm giả như thế thì cái làm giả mà đông dược và dược liệu là nó chiếm một cái tỷ lệ lớn nhất. Đấy, thế còn còn các sản phẩm mà làm giả không hoạt chất thì cũng có, nhưng mà cái số lượng thì nó ít hơn. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo có tới 68% thuốc trị sốt rét ở các nước Lào, Việt Nam, Campuchia được phát hiện là giả và kém chất lượng. Cũng theo các chuyên gia, thuốc giả không chỉ còn dừng lại ở một số loại thuốc phổ biến như kháng sinh, cảm cúm, mà một số loại thuốc đắt tiền cũng đang có nguy cơ bị làm giả nhiều. Viện Kiểm nghiệm Trung ương thì là cái nơi mà gọi là được đầu tư là tốt nhất, nhưng mà cái năng lực mà để mà đảm bảo kiểm nghiệm tất cả các thuốc điều trên thị trường là không thể. Thế còn ở các địa phương thì chúng ta biết là cái phương tiện trang thiết bị, nhân lực, con người thì hạn chế hơn. Chính vì vậy hiện nay cái định hướng mà người ta lấy mẫu kiểm tra là thường là một là những mặt hàng mà như em nói là hay bị làm giả, nhưng cái thứ hai cũng là cái mà có khả năng kiểm tra được chất lượng. Thế là cũng tình trạng rất nhiều những cái trung tâm kiểm nghiệm ở các địa phương có thể lấy mẫu về nhưng anh cũng không kiểm tra được chất lượng. Này thì cũng lại để đấy. Dù có nhiều dạng khác nhau, song hậu quả mà thuốc giả, thuốc kém chất lượng mang lại là rất nghiêm trọng. Nhẹ thì làm thất bại trong điều trị, nặng hơn là làm tăng độc tính của bệnh, tăng kháng thuốc, thậm chí là tử vong. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu tác dụng phụ của thuốc thật
nằm trong khoảng 1 trên 10.000 đến 1 trên 100.000, thì thuốc giả lên tới 1 trên 10 trường hợp. Nằm trên giường bệnh sau hơn nửa tháng điều trị, chị Nguyễn Thị Lành ở Đông Anh, Hà Nội giờ mới tin mình vẫn còn sống. Tác dụng của một số loại thuốc điều trị dạ dày được mua của một ông lang gần nhà, tưởng sẽ giúp chị sớm lành bệnh. Nhưng ngược lại, một tuần sau khi dùng thuốc, toàn thân chị đã nổi mẩn đỏ, rồi dần bong chóc. Thuốc đông y mua thì là người nhà cũng bị bệnh thì uống chung ấy mà. Chứ tôi cũng phải mua đâu. Thuốc lam, thuốc đông y. Uống thời gian thì thấy người khỏe và đi ngoài tốt. Nhập viện thì vừa rồi là dị ứng, tôi nói chung là tôi không biết là vì lý do gì, chỉ biết là mẩn ngứa các người đưa đi viện thôi. Cũng không may mắn hơn chị Lành, chị Hương ở Quảng Ninh vừa phải trải qua một đợt điều trị thập tử nhất sinh. Nghe theo gợi ý của nhân viên y tế, chủ quan đoán bệnh dùng thuốc. Tác dụng phụ của loại kháng sinh điều trị ho đã hủy hoại cơ thể chị. Đi uống đến 5 viên ấy. 5 viên thì bắt đầu hai cái lòng bàn tay này này. Bàn tay này nó sẩn mụn lên, nó ngứa. Mỗi tháng, khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hàng chục ca bị dị ứng hoặc ngộ độc do sử dụng thuốc giả. Không ít các bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng rất nặng, hoại tử da hay rối loạn đông máu. Thuốc giả không chỉ đánh lừa người tiêu dùng mà còn vô hiệu hóa các liệu pháp điều trị để cứu sống bệnh nhân. Trong rất nhiều trường hợp, nó có thể làm tăng nguy cơ kháng thuốc. Biết về những phản ứng có hại do thuốc, tác dụng có hại do thuốc hay là dị ứng. Cho nên người ta cũng ít biết và người ta cũng chưa quan tâm đến điều đó. Những cái biểu hiện của dị ứng thuốc này, những hội chứng này thì nó không những chỉ có tổn thương ở ngoài da ở niêm mạc mà các cơ quan đều bị. Tuy nhiên, có một thực tế là từ trước đến nay, nhiều bệnh nhân mua thuốc, họ ít khi nhận được sự cảnh báo từ các dược sĩ về tác hại không mong muốn của thuốc. Nói chung là chúng tôi bây giờ có bệnh kìa, thì cũng đi đến các cơ sở y tế, rồi những cái hiệu thuốc ấy, là mình chỉ kể họ là mình bệnh này, họ phát thuốc cho mình uống thôi. Họ, ví dụ mình bảo đau đầu chẳng hạn, thì họ lại bán cho là thuốc đau đầu về uống. Chứ cũng có người uống thì là nó khỏi, mà cũng có người ứng thì nó lại dị ứng. Cho nên là nhiều thuốc bây giờ cũng là thuốc giả cũng nhiều mà thuốc thật cũng nhiều. Cho nên là đôi khi là uống mà chỉ biết uống vậy thôi. Mà khi mình đã uống rồi mà không may nó mà xảy ra gì thì chỉ có lên tuyến trên thôi. Cứ như thế, dược sĩ thì vô tư bán thuốc. Còn người bệnh chủ quan nên cũng dùng liều. Trong khi đó, việc nhận biết thuốc giả lại nằm ngoài khả năng của người bệnh. Nó cũng cứ hay đau đầu với lại nó cứ mệt, cũng mua để uống cho nó khỏe lên. Và đó là thói quen mua thuốc của không ít người dân hiện nay, không riêng gì bà Lâm. Trên xem tivi cũng thấy cũng có nhiều những loại thuốc mà cũng không bảo đảm, ví dụ như có khi là thuốc giả chẳng hạn. Tuy nhiên, sự chủ quan của người mua và tùy tiện của người bán không chỉ gây ra hàng loạt hệ lụy trong điều trị bệnh, mà nó cũng là lý do khiến cho thuốc giả vẫn còn đất sống. Theo quy định, các loại thuốc thuộc nhóm tim mạch, huyết áp, tiểu đường, kháng sinh buộc phải kê đơn, nhưng người bệnh vẫn dễ dàng mua được ở bất kỳ nhà thuốc nào. Đây cũng là nhóm thuốc đắt tiền, bệnh nhân phải dùng dài ngày, nên nó lại là điều kiện để thuốc giả có cơ hội xuất hiện. Còn đối với nhiều nhà sản xuất, dù họ có thay đổi công nghệ, mẫu mã, thì thuốc giả vẫn thích ứng kịp thời. Nhìn vào hai hộp thuốc kháng sinh Zinat thì không ai có thể phân biệt được đâu là thuốc thật, còn đâu là thuốc giả. Công nghệ sản xuất bao bì sản phẩm giống hệt nhau, chỉ khác là thành phần của thuốc thật là các hoạt chất đạt chuẩn, còn thành phần của thuốc giả thì thường là bột mì, chất có tính kết dính, dễ hòa tan trong nước. Hàng ngoại thì hàng đắt tiền thì nó mới có hàng giả, hàng Việt Nam thì không sợ,
nhưng mà hàng ngoại thì có thể là có thì mình không biết được. Nhìn thì mẫu mã giống y chang, không thể phát hiện được, không thể biết được là cái nào giả, cái nào thật. Nhưng mà mình, cái chính là mình phải lấy hàng có nguồn gốc để cho nó đảm bảo uy tín, chất lượng và uy tín cho cửa hàng. Chứ bây giờ mình nhìn như này mình đâu có biết được đâu. Kể cả những người họ có chuyên môn hơn mình họ cũng không thể biết được, mà phải kiểm nghiệm thì mới biết được chất lượng của nó như thế nào. Trên thực tế, việc phát hiện thuốc giả chủ yếu từ nhà sản xuất bị làm giả, thuốc không giấy tờ chứng minh nguồn gốc, phát hiện nhiều người dùng bị ngộ độc thuốc hay dị ứng. Theo thống kê của Bộ Y tế, bình quân mỗi năăm, một người dân Việt Nam bỏ ra gần 17 đô la Mỹ cho việc sử dụng thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, một phần không nhỏ trong số tiền này đã trở nên vô dụng vì mua phải thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Còn theo báo cáo của Interpol, số lượng mẫu thuốc giả phát hiện tại Việt Nam rất cao, lên tới 406 mẫu, đứng thứ hai so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Lào là nước có số mẫu thuốc giả cao nhất với 447 mẫu, Campuchia có 271 mẫu, còn Thái Lan là 173 mẫu. Trong khi thủ đoạn sản xuất, kinh doanh thuốc giả ngày càng tinh vi, phức tạp, thì năng lực kiểm tra, kiểm soát, kiểm nghiệm của các cơ quan quản lý thì lại rất hạn chế. Nên nhiều năm qua, thuốc giả vẫn len lỏi khắp các nhà thuốc và điểm kinh doanh dược. Công tác thanh tra dược đều hàng năm đều có cái chỉ đạo và triển khai rất quyết liệt cái nội dung này, nhằm mục tiêu là coi như phát hiện những trường hợp là liên quan đến về chuyên môn trong công tác lưu hành và cũng như bảo quản thuốc, và cũng như là xử lý những trường hợp liên quan đến cái quy định theo cái nghị định 93 về xử lý phạm chính trong lĩnh vực y tế, trong đó đặc biệt là một số nội dung liên quan về cái chất lượng thuốc. Phát hiện đã khó, việc xử lý thuốc giả đang tiêu thụ tại Việt Nam lại càng khó hơn. Theo quy định, sau khi kiểm nghiệm, phát hiện thuốc giả kém chất lượng, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế hoặc Sở Y tế địa phương sẽ yêu cầu doanh nghiệp và nhà thuốc thu hồi. Thế nhưng trên thực tế, trước khi có lệnh thu hồi, thuốc đã được tung ra thị trường và tiêu thụ. Không loại trừ, những loại thuốc đó chỉ được thu hồi trên văn bản. Có thể nhận rõ hậu quả khôn lường từ việc sử dụng thuốc giả, nhưng tệ nạn này vẫn không ngừng gia tăng. Người tiêu dùng vẫn phải gánh chịu nhiều thiệt thòi. Còn công tác phòng chống tệ nạn thuốc giả vẫn chỉ như bắt cóc bỏ đĩa.